Sáng 7 tháng 3, hơn 4.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ xét nghiệm một lần. Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới trung bình trong tuần qua là 117.379 ca trên ngày. Hơn 4.200 bệnh nhân nặng đang điều trị, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh chỉ xét nghiệm một lần trong 24 giờ đầu, trừ trẻ dưới 2 tuổi. Từ hôm nay, học sinh vùng cấp độ dịch 3 ở Hà Nội học trực tuyến. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.434.700 ca mắc COVID-19, đứng thứ 21 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 44.893 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.427.225 ca, trong đó có 2.678.630 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 550.920, Hà Nội 395.034, Bình Dương 311.860, Bắc Ninh 143.536, Quảng Ninh 125.401. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 117.379 ca trên ngày. Tổng số ca được điều trị khỏi, 2.681.447 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.208 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.315 ca, thở oxy dòng cao HFNC 465 ca, thở máy không xâm lấn 108 ca, thở máy xâm lấn 312 ca. ECMO 8 ca. Số bệnh nhân tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 96 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.813 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Tình hình xét nghiệm. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 34.357.405 mẫu, tương đương 80.124.769 lượt người, tăng 150.501 mẫu so với ngày trước đó. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 197.571.534 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 180.553.036 liều. Mũi 1 là 70.855.922 liều, mũi 2 là 67.645.331 liều, mũi 3 là 1.498.712 liều, mũi bổ sung là 14.213.253 liều, mũi nhắc lại là 26.339.818 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.018.498 liều. Mũi 1 là 8.742.674 liều, mũi 2 là 8.275.824 liều. Đề xuất người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ xét nghiệm COVID-19 một lần trong 24 giờ đầu. Trong đề xuất vừa gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế đề nghị người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, RT-LAMP trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi trước khi xuất cảnh về Việt Nam. Trong vòng 24 giờ đầu, kể từ khi nhập cảnh, người nhập cảnh thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì được rời khỏi nơi lưu trú, nhưng phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng chống dịch khác của địa phương. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định. Đề xuất của Bộ Y tế cũng nêu rõ trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2. Chưa được tiêm hoặc chưa từng bị nhiễm SARS-CoV-2 đều được tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân. Ca mắc COVID-19 tăng nhanh, học sinh Hà Nội khu vực cấp độ dịch 3, vùng cam học trực tuyến.
tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 3 đến 16 giờ ngày 6 tháng 3. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 142.136 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 142.128 ca ghi nhận trong nước, tăng 10.348 ca so với ngày trước đó. Tại 61 tỉnh, thành phố, có 92.874 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn tiếp tục là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 29.578 ca, tiếp sau đó là các tỉnh. Thành có số mắc từ 2.000, hơn 8.000 ca gồm Bắc Ninh 8.355, Nghệ An 7.579, Hải Phòng 5.154, Hưng Yên 3.904, Phú Thọ 3.694, Sơn La 3.559, Nam Định 3.459, Bình Dương 3.442, Hải Dương 3.363, Lạng Sơn 3.341, Quảng Ninh 2.959, Thành phố Hồ Chí Minh 2.879, Hòa Bình 2.877, Vĩnh Phúc 2.794, Tuyên Quang 2.741, Bắc Giang 2.697, Thái Nguyên 2.682, Đắk Lắk 2.680, Ninh Bình 2.460, Hà Nam 2.396, Thái Bình 2.270, Hà Giang 2.212, Bình Phước 2.202, Yên Bái 2.178, Quảng Bình 2.133, Điện Biên 2.105, Cao Bằng 2.018. Các tỉnh, thành có số ca mắc từ 1.000 đến 2.000 F0 gồm thành phố Đà Nẵng 1.972, Lào Cai 1.955, Cà Mau 1.903, Bình Định 1.889, Lai Châu 1.806, Khánh Hòa 1.485, Phú Yên 1.296, Thanh Hóa 1.280, Bắc Cạn 1.150, Bến Tre 1.071. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh, theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở đề nghị các trưởng phòng giáo dục đào tạo, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, báo cáo Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có dịch cấp độ 3 thì cho học sinh tạm dừng đến trường. Chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ hôm nay, thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2022. Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh học tập trực tiếp theo kế hoạch. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý đối với những trường học đóng trên địa bàn xã phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 3 đến 4 thì toàn trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến. Thái Bình, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.